Thưa các anh chị, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam hôm 8 tháng 4 đã đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đối với ông Lê Trí Thanh. Thưa các anh chị, có vẻ như Quảng Nam đã trở nên mềm dẻo hơn trong công tác nhân sự và ứng phó với dư luận xã hội cũng như chỉ đạo của cấp trên. Vì sao chúng tôi nói như vậy? Vì từ trước đến nay hay là từ nay ngược về trước, Quảng Nam tỏ ra rất cứng rắn và cục bộ trong công tác nhân sự. Thí dụ như việc ông chủ tịch tập đoàn đất Quảng Nguyễn Viết Dũng vung gậy gôn đánh vào đầu két đi gây thương tích, choáng ngất xỉu tại chỗ. Dư luận, báo chí, mạng xã hội lên tiếng rất dữ, nhưng quá trình xử lý ông Nguyễn Viết Dũng rất chậm chạp, cồng kềnh, gây bức xúc cho xã hội. Đỉnh điểm ở Quảng Nam là việc ông Trần Văn Tân, phó chủ tịch tỉnh, bị bắt trong vụ chuyến bay giải cứu. Tuy nhiên, Quảng Nam vẫn nhất quyết không cách chức ông Trần Văn Tân với những lý do rất là Quảng Nam. Thưa các anh chị, những lần này Quảng Nam tỏ ra đặc biệt mềm dẻo. Thưa các chị, có phải là sự nhận thức hay không rất đáng khen, nhưng có người cũng nói là tương quan lực lượng. Chúng tôi thì cho rằng diễn biến của nhận thức con người và của tập thể là có sự phát triển. Do đó, việc Hội đồng Nhân dân và cũng như bản thân cá nhân anh Lê Trí Thanh xử lý việc này là kịp thời và mềm dẻo, đáp ứng được nhu cầu của công luận, là một sự tiến bộ về nhận thức trong công tác cán bộ của Quảng Nam. Ngày 8 tháng 4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Trí Thanh. Bà Nguyễn Thị Thu Lan, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, vừa qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã có thông báo kết luận về việc xử lý vi phạm đối với một số tập thể cá nhân ở Quảng Nam. Theo đó, ông Lê Trí Thanh với tư cách là, với trách nhiệm là người đứng đầu ban cán sự Ủy ban Nhân dân tỉnh, để cho một số đồng chí cán bộ cấp dưới sai phạm bị xử lý kỷ luật, có đồng chí là ủy viên ban thường vụ bị xử lý hình sự. Bên cạnh đó, bản thân ông Thanh cũng đã nhận hình thức kỷ luật khiển trách theo quy định 41 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ trách nhiệm người đứng đầu mà để cấp dưới có những sai phạm như vậy. Ông Thanh nhận thức được trách nhiệm của người đứng đầu, tự nguyện viết đơn xin thôi giữ các chức vụ trong Ủy ban Nhân dân tỉnh. Căn cứ theo đơn của ông thì tỉnh đã báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có văn bản đóng thống nhất theo nguyện vọng của ông Thanh. Ban thường vụ tỉnh ủy đã họp thống nhất hôm nay Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành các bước theo quy trình miễn nhiệm đối với ông Thanh. Thưa anh chị, đó là trường hợp ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Lê Trí Thanh đã tự nhận thấy mình có trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu để cấp dưới sai phạm, thậm chí bị xử lý hình sự, nên xin thôi tất cả các chức vụ, và điều đó đã được các cơ quan chức năng chuẩn y. Đây là một điểm tiến bộ rất lớn trong công tác nhân sự ở Quảng Nam. Như chúng tôi đã nêu trên, Quảng Nam tỏ ra rất cứng rắn mà theo ý kiến cá nhân của tôi có phần bảo thủ trong công tác nhân sự, và do đó vấp phải dư luận rất lớn. Thí dụ như trường hợp ông Nguyễn Viết Dũng như tôi đã nêu trên, mà trường hợp ông Trần Văn Tân, chúng tôi xin nhắc lại trường hợp ông Trần Văn Tân. Nhiều người và báo chí thắc mắc rằng vì sao ông Trần Văn Tân đã bị bắt trong vụ chuyến bay giải cứu mà vẫn là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Thì lãnh đạo vào tháng 10 năm 2023, lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy Quảng Nam cho biết tỉnh chưa thực hiện kỷ luật về mặt đảng, bãi nhiệm chức danh phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Trần Văn Tân bởi vì bản án chưa có hiệu lực pháp luật. Dư luận thắc mắc vì sao ông Trần Văn Tân đã bị tòa án tuyên 6 năm tù về tội nhận hối lộ liên quan đến vụ án chuyến bay giải cứu. Tỉnh ủy Quảng Nam vẫn chưa có kỷ luật về mặt đảng, Hội đồng Nhân dân vẫn chưa bãi nhiệm chức vụ phó chủ tịch tỉnh đối với ông này. Ngày 6 tháng 10 năm 2023, tức là năm rồi nha thưa anh chị, trao đổi báo Tuổi Trẻ, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Quảng Nam cho biết liên quan đến việc này đã các cơ quan chức năng lãnh đạo của tỉnh Quảng Nam đã có quan điểm rằng theo quy định điều lệ đảng, khi bản án có hiệu lực thì sẽ tiến hành khai trừ đảng đối với ông Tân.
hiện nay vẫn chưa khai trừ đảng được do bản án chưa có hiệu lực pháp luật. Thứ hai, theo quy định tại nghị định 8 của chính phủ về 08 của chính phủ về quy định số lượng phó chủ tịch tỉnh, trường hợp bản án chưa có hiệu lực pháp luật thì có chưa bãi nhiệm. Theo thông tin được biết, hiện ông Tân đã kháng cáo. Qua tìm hiểu của ban thường vụ tỉnh ủy thì các cơ quan trả lời là bản án chưa có hiệu lực pháp luật, vì vậy phải làm đúng theo quy định, kể cả mặt đảng và chính quyền. Nhưng thưa các anh chị, sau đó thì Quảng Nam đã tiến hành các bước khai trừ đảng, kỷ luật đảng và cách chức ông phó chủ tịch đối với ông Trần Nhân Tân. Ông Trần Nhân Tân là một bị can rất nổi tiếng, ông lẫy kiều từ đầu đến cuối phiên to. Trong lời nói sau cùng, ông cũng lẫy kiều. Thưa các anh chị, như vậy rõ ràng rằng mỗi địa phương có những quan điểm về xử lý cán bộ và cách hành xử mang tính chất riêng. Tất riêng, có nơi rất nhanh, nhưng có nơi cũng công kềnh. Thí dụ như bị ông Trần Nhân Tân, phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam, đã ra tòa rồi, đã bị bắt rồi. Nhưng Quảng Nam vẫn vinh vào điều này, vinh vào điều luật kia. Cuối cùng thì vẫn phải xử lý kỷ luật thôi, phải không? Nhưng qua đó người ta thấy nó có một cái gì đó không làm cho người dân nó không hài lòng. Không hài lòng. Ý đảng lòng dân. Ý đảng lòng dân là như vậy. Là chống tiêu cực, chống tham nhũng. Nhưng anh cứ trù trừ, không chịu xử lý. Không chịu xử lý rồi vinh vào điều luật này, điều luật kia. Rồi cuối cùng cũng phải xử lý thôi, phải không? Còn lần này Quảng Nam đặc biệt tiến bộ. Anh là Lê Trí Thanh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã nhận thức được trách nhiệm chính trị của mình là người đứng đầu, để cấp phó và các cấp điều hành bị kỷ luật, thậm chí có người bị xử lý hình sự. Nên anh viết đơn xin nghỉ, miễn nhiệm tất cả các chức vụ, và cơ quan chức năng đã chuẩn nghi. Xin cảm ơn các anh chị.